Chào các bạn nhé. Mình vừa ăn cơm trưa xong các bạn ạ. Công ty thì nghỉ trưa 1 tiếng từ 12 giờ cho đến 1 giờ. Đấy, hôm nay thì nói chung là tranh thủ ra quay cho mọi người xem một chút về cái cây hoa anh đào gần công ty mình ấy. Nó ở cái phía đằng kia kìa. Có cây hoa anh đào khá là to. Đấy, hiện tại bây giờ thì đang là mùa hoa anh đào ở Nhật Bản mà. Thì mình thật sự là cũng bận không đi ngắm hoa anh đào được ấy, thì thôi thì tranh thủ quay cho mọi người xem một chút. Ở chỗ này chỗ kia có cây nào thì mình quay cho bạn xem vậy. Cái chỗ trong trắng ấy này. Đây cái chỗ này này. Nó là một cái khu vực cực kỳ nhiều hoa anh đào luôn. Mình đã từng lên một lần rồi nhưng mà không phải là mùa hoa anh đào. Đây. Có một cái núi này thì chỗ đó là một cái giống như kiểu là một cái vườn ấy, họ trồng hoa anh đào khá là nhiều. Nó cũng là một cái điểm du lịch ở cái chỗ mình đấy. Chỗ này là một cái khu vực nông thôn này các bạn. Đây, nhà của người dân Nhật Bản này. Ở cái khu vực nông thôn như này thì hầu như là họ cũng có ô tô để đi lại, thế nên là nó cũng không bất tiện cho lắm. Như mình là người nước ngoài không có ô tô thì còn bất tiện, còn người Nhật thì họ đi đâu thì họ cũng đều đi bằng ô tô mà các bạn. Đấy, các cái ô tô kìa. Đấy, rồi ok các bạn ơi, thì mình sẽ lên cái chỗ cây hoa anh đào trước công ty mình quay cho mọi người cùng xem nhá. Mình tranh thủ quay khoảng 15-20 phút thôi, thì công ty mình nó nghỉ đến 1 giờ mà. Còn khoảng 15-20 phút nữa thôi thì mình sẽ tranh thủ lên quay cho mọi người xem nhé. Cái chỗ kìa. Đấy. Các cái nhà ở cái vùng nông thôn Nhật Bản ấy thì nó cũng giống như Việt Nam mình thôi. Các cái vùng nông thôn thì người dân người ta cũng ở các cái nhà nhỏ nhỏ bé bé như này. Cái chỗ mình đây là nó như kiểu là một cái vùng núi rồi các bạn. Góc kia có mấy ô tô bỏ không kìa. Chỗ này có một cái vườn rau nhà cái bác này, bác cái trồng này. Hành tây, hành ta này. Khá là nhiều luôn. Thỉnh thoảng mình ở công ty mình nhìn ra thì thấy bác ấy đang trồng rau và cũng có chào hỏi. Đây mọi người, đây chính là cái hoa anh đào này. Đấy. Đây, mọi người nhìn có thích không? Chỗ này thì có hai cây này to các bạn ạ, còn bình thường thì các cây hoa anh đào khác mình thấy nó nhỏ lắm. Hôm nay thì bầu trời nó cũng nắng nhưng mà cái lên của trời ấy, nó không được xanh ngắt các bạn ạ, nó chỉ là màu xanh thôi nhưng vẫn có mây ấy. Thế nên là nó chưa được gọi là đẹp lắm các bạn ạ. Đây chính là cây hoa anh đào đây, cực kỳ là to. Đấy, các bạn nào mà chuẩn bị đi Nhật thì có thể là sang tầm này là có thể là được ngắm hoa anh đào đấy. Chỗ mình đây thì nó nắng ấm ấy, thế nên là nó lở sớm, còn những các cái vùng lạnh lạnh ở trên tỉnh trên ấy thì cũng có chỗ vẫn chưa lở đâu. Chỗ này là một cái khu bến xe buýt này mọi người. Các bạn thấy có khác bến xe buýt Việt Nam mình không? Đây này. Đấy. Bến xe buýt cực kỳ là đơn sơ đơn giản thế này thôi. Chỗ này có một cây này rất là to này. Mùa này đi chụp ảnh cũng khá là đẹp đấy mọi người. Bạn nào mà đang ở Nhật này thì tranh thủ nhá, tranh thủ đi chụp ảnh hoa anh đào đi. Một vài bữa nữa thì nó cũng tan hết rồi. Đấy mọi người ạ, thì Nhật Bản thì hiện tại thì nó vẫn chưa cho phép nhập cảnh các bạn nhá. Những bạn nào mà có cái visa cũ ấy, mà tái nhập cảnh ấy, thì vẫn có thể nhập cảnh được. Còn những bạn nào mà xin visa mới để nhập cảnh ấy, thì họ vẫn cấm các bạn nhé. Đây mọi người hãy lưu ý. Còn hiện tại ở Nhật Bản họ đã quyết định là tháng 7, tháng 8 này thì sẽ lại tiếp tục tổ chức Olympic các bạn ạ. Thế nên là cái tình hình corona này thì không biết đến khi nào mới hết được. Họ vẫn tổ chức Olympic mặc dù là không có khách nước ngoài đến ấy, thì họ vẫn tổ chức. Còn những người mà đại diện để đi thi đấu Olympic thì không biết là người ta có đến hay không thì mình cũng không rõ. Nhưng vấn đề là họ bảo là họ vẫn tổ chức Olympic. Hiện tại thì họ cũng đã gỡ bỏ cái tình trạng khẩn cấp ở trên toàn nước Nhật rồi, nhưng mà cái số người bị nhiễm Covid ấy thì nó vẫn tăng. Thế nên là không biết là đến khi nào thì họ mới mở lại đường bay được các bạn ạ. Còn hiện tại ở Nhật Bản thì những bạn nào mà muốn về Việt Nam ấy chỉ có cách là đăng ký với đại sứ quán thôi. Thì có thể là đại sứ quán sẽ xem xét yêu cầu của các bạn ấy và các bạn sẽ nhận được mail về nước. Và mọi người hãy chú ý là khi mà nhận được mail ấy thì mua vé máy bay nhá. Mua vé máy bay thì hãy cố gắng là tìm cái chỗ nào nó uy tín một chút mà mua, để có thể là mua được cái vé máy bay về nước, không có lại bị lừa đấy các bạn.
ở bên Nhật này thật sự là không phải nói xấu gì người Việt Nam mình, nhưng mà hầu như là người Việt Nam mình lừa người Việt Nam mình là nhiều. Bạn nào mà không mua được, không biết chỗ nào uy tín hoặc là không biết cách mua ấy, thì có thể inbox cho mình. Đấy, mình sẽ chỉ cho các bạn có thể là tự lên mạng đặt được vé máy bay của Vietnam Airlines mà các bạn thanh toán bằng thẻ, cái thẻ debit ấy. Còn nếu mà các bạn muốn mua qua ai đó ấy, mà không biết ai đó tin tưởng ấy, thì có thể inbox cho mình, thì mình sẽ chỉ cho một số người mà mình thường mua vé máy bay. Đây mình muốn quay cho bạn xem một lát nữa về cây hoa anh đào này. Đấy, cây hoa anh đào này thì cái cánh hoa của nó là có 5 cánh các bạn nhá. Nhiều khi chúng ta mới sang Nhật ý, có thể là nhiều bạn sẽ nhầm về cái cây hoa anh đào, cả cây đào và cây mơ. Thì hầu như là cái hoa anh đào này thì màu của nó là màu trắng hồng các bạn nhá. Bông hoa của nó là màu trắng hồng và nó có 5 cánh. Đây, nó cũng khá là đẹp các bạn. Biểu tượng của Nhật Bản đây. Ai sang Nhật rồi cũng phải đi ngắm hoa anh đào một lần cho biết. Đấy các bạn ạ, thì ngày xưa thật sự là những cái thời gian mà còn đi du học ấy, thì năm nào thì mình và bạn bè mình cũng đi ngắm hoa anh đào ấy. Đấy, còn từ ngày đi làm này rồi thì mỗi người một nơi mà, mỗi người một công việc. Đấy, thì cũng không biết là khi nào bạn nghỉ, khi nào mình nghỉ. Thế nên là cũng khoảng 2 năm nay rồi là không đi ngắm hoa cùng nhau được. Cái ngày mới sang thì thật sự là cũng thích lắm, cũng thích ngắm hoa anh đào lắm, nhưng mà giờ thì vẫn thích, nhưng mà thật sự là nó không có thời gian thôi. Đấy. Đấy các bạn ạ, thì mình tranh thủ quay cho các bạn xem một chút về cây hoa anh đào như vậy thôi. Còn giờ mình chuẩn bị vào làm đấy các bạn. Chỗ này là một cái nhà cổ của người Nhật Bản này các bạn. Nhìn khá là đẹp đúng không? Cái xóm chỗ công ty mình đây thì hầu như là các cái nhà nó thưa thớt lắm các bạn. Hôm nay thì trời nó gió nó khá là to các bạn ạ. À, mọi người xem video nếu mà có tiếng ồn ồn thì mọi người thông cảm nhé. Đây, cây hoa anh đào đây thì mình cũng bắt đầu là đi về công ty và tất quần áo cất đồ để bắt đầu vào làm việc tiếp đây các bạn. Nghỉ trưa ở Nhật Bản này chỉ khoảng 1 tiếng thôi mà chúng ta ăn cơm ăn nước mất khoảng 15-20 phút rồi. Bình thường là nói là nghỉ 1 tiếng nhưng mà thường thường thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 45 đến 50 phút thôi. Còn lại chúng ta sẽ phải chuẩn bị đồ đạc và vào sớm khoảng 5-10 phút các bạn ạ. Đây thì mình sẽ đứng từ xa cho các bạn xem một lát nữa này. Chỗ này có 2 cây các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì mình cho các bạn xem chỗ này, cây này và cây này. Đây, có 2 cây khá là đẹp. Đây, còn phía phía đằng này là phía công ty mình rồi. Công ty mình có 2 cái tòa này. Đấy, tự nhiên lại có một cái công xưởng ở giữa cái khu vực đồi núi như thế này các bạn ạ. Rồi ok mọi người, thì mình cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn cả các bạn đã theo dõi video của mình đến đây. Đấy, bạn nào muốn xem cái gì ở Nhật Bản thì bình luận để mình biết và mình sẽ quay video cho mọi người cùng xem nhé. Ok, bye bye, chào cả mọi người nhé, bye bye.